ôn tập vật lý lớp 10, những cái phần mà liên quan đến lớp 11 mà các em sẽ sử dụng. Thì vì lý do kỹ thuật cho nên vào lớp hơi trễ thì các em cũng thông cảm ha. Thì cái phần ngày hôm nay cô giới thiệu với các em á là phần gì vậy? Tổng hợp lực, phân tích lực và điều kiện cân bằng của chất điện. Như vậy thì lúc này các em có thể nhìn lên hình ảnh trên màn hình một chiếc tàu thủy được kéo bởi hai chiếc cano ha. Thì lúc này á, mỗi chiếc nó sẽ được cân bởi một lực ép kéo. Tàu thủy này sẽ một lực F1, thì cano thứ hai thì kéo tàu thủy bằng lực F2. Sau phần đầu tiên thì muốn biết tổng hợp lực thì các em phải nhớ lại cho cô đó là lực là gì. Lực là đại lượng vector đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật bị biến dạng. Và lực là một đại lượng vector, như vậy để biểu diễn lực thì các em nhớ lại đặc điểm của vector. Các em sẽ có điểm đầu, điểm cuối, chiều và độ lớn. Đây là hình ảnh của một vector lực. Và đường thẳng mang vector lực gọi là giá của lực. Như vậy đường thẳng AB lúc này ta gọi là giá của lực F. Như nào? Các em nhớ lại cho cô ha. Lực là đại lượng vector đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật bị biến dạng. Nào chúng ta qua phần tiếp theo. Điều kiện cân bằng của chất điện. Muốn cho một chất điện hướng cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không. Ví dụ ở đây vật chịu tác dụng của hai lực vector F1, vector F2. Thì lúc này để cho vật đứng cân bằng thì hay nói cách khác gia tốc của vật bằng không. Thì các em chỉ có dựa vào định lực và các em có thể áp dụng điều kiện cân bằng của chất điện, đó là vector F bằng vector F1 cộng vector F2 bằng vector 0 để các em có thể giải. Giải bài toán về điều kiện cân bằng của chất điện thì bài tập cụ thể thì ở đây chúng ta sẽ không đi sâu vào bài tập của điều kiện cân bằng. Và chúng ta sẽ đi sâu vào cái tổng hợp lực. Còn các em sẽ nhớ cho cô cái điều kiện cân bằng như thế này. Còn giải bài tập cụ thể thì khi tới bài tập cô hướng dẫn sau. Như thế nào? Rồi, phần tiếp theo các em ôn lại đó là tổng hợp lực. Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt với các lực ấy. Như vậy thì các em xem lại cái hình ảnh hồi nãy. Đây, hai cano đang kéo một cái chiếc tàu thủy như thế này. Giờ mình không muốn sử dụng hai cái cano mà mình sử dụng một chiếc tàu khác chẳng hạn. Muốn cho tàu thủy này cũng chuyển động giống như chuyển động do hai lực F1 và F2 tác dụng lên nó. Thì chiếc tàu của mình phải chuyển động theo hướng như thế nào, độ lớn như thế nào. Như vậy thì tức là chúng ta thay thế hai lực F1, F2 này bằng một lực khác có tác dụng giống như hai lực F1 và F2. Được chưa nào? Thì gọi là tổng hợp lực. Rồi, các em nhìn sang hình 9.5 luôn các em. Ở đây mình đang xét một cái vòng nhẫn ở tại điểm O. Được không nè? Cái vòng nhẫn này nó đang ở vị trí cân bằng và chịu tác dụng của ba lực như trên hình vẽ. Và để cho cái vòng này cân bằng, được không nè? Thì lúc này theo điều kiện cân bằng cô vừa mới nhắc lại hồi nãy, các em sẽ có là gì? À, vector F1 bằng vector F2 cộng vector F3 bằng vector 0. Như vậy thì bây giờ cô muốn thay hai lực F1, F2 này bằng một lực khác, nhưng
vẫn để cho vòng nhẫn này cân bằng, thì cái lực ép đó phải có phương chiều và độ lớn như thế nào? Được không nào? Thì đó được gọi là phép tổng hợp lực. Và phép tổng hợp lực được thể hiện bằng biểu thức vector. Vector F1 cộng vector F2 bằng vector F. Và đây em thấy đang là biểu thức cộng vector. Và để cộng vector lúc này ở đây, nhìn hình ảnh ở trên màn hình, em nào nhớ được cho cô là hình vẽ đang thể hiện quy tắc tổng hợp lực, phải không nè? Có tên là gì nào? Rồi, quy tắc hình bình hành. Quy tắc hình bình hành. Quy tắc hình bình hành được phát biểu như thế nào? Nếu hai lực đồng quy tác dụng đồng vào cùng một vật ha. Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành thì đường kéo kẻ từ điểm đồng quy sẽ biểu diễn hợp lực của hai lực đó. Được không nè? Đây chính là quy tắc hình bình hành dùng để tổng hợp lực. Như vậy thì lúc này từ biểu thức vector tổng hợp lực mình sẽ đưa ra công thức tổng quát để tìm độ lớn của hợp lực. Thì ở đây các em thấy mình đang có một biểu thức vector, cô muốn tính độ lớn của nó, mình bình phương hai vế. Được không nè? Rồi, bình phương hai vế. Các em theo dõi ở trên màn hình. Bình phương hai vế thì lúc này biểu thức thứ hai mình đang suy ra từ biểu thức thứ nhất nè, cô bình phương hai vế. Được không nè? Và ở đây là mình chỉ là theo hoàng đẳng thức đang nhớ thôi. Các em theo dõi ha. Thì vector F1 bình phương mình có thể viết về thành độ lớn của F1 bình phương. Rồi, vector F2 bình phương mình viết thành độ lớn F2 bình phương. Bằng này bên toán của lớp 10 các em sẽ được học. Rồi, vector F bình phương mình viết thành F bình. Như vậy thì em thấy nè, ở đây hoàng đẳng thức mình có hai lần vector F1 nhân với vector F2. Như vậy em thấy đây là tích vô hướng của hai vector. Và tích vô hướng của hai vector thì lúc này cô viết lại như sau. 2 F1 nhân F2 nhân với cos alpha. Như vậy thì ở đây các em có được công thức tổng quát tính độ lớn của hợp lực. F bình phương sẽ bằng F1 bình cộng 2 lần F1 F2 cos alpha cộng F2 bình phương. Ở đây chỉ có một cái đại lượng mà các em cần lưu ý, đó chính là góc alpha. Thì trên hình vẽ các em nhìn thấy nè, alpha là góc hợp bởi vector F1 và vector F2. Như vậy sau này các em sẽ sử dụng công thức tổng quát này để đi tìm hợp lực. Mình sẽ có nhiều trường hợp cụ thể để tính toán. Trong chương trình lớp 11, các em sẽ sử dụng công thức tổng quát này rất là nhiều. Thứ nhất đó là tính lực tổng hợp của hai hay nhiều điện tích tác dụng lên một điện tích khác, hoặc tính cường độ điện trường tổng hợp tại một điểm do nhiều điện tích gây ra, hoặc là tìm vector cảm ứng từ tổng hợp. Như vậy các em sẽ sử dụng rất là nhiều đối với cái phần này, nên các em cần lưu ý và ghi nhớ, mình nên ghi lại cho cô. Ở đây các em không cần ghi lại cái chứng minh, mình chỉ ghi lại công thức tổng quát, vẽ hình và giải thích góc alpha là góc được xác định như thế nào thôi. Được không nè? Ai mà không chép kịp thì mình chụp màn hình nó nhanh hơn, được không? Phần này các em sẽ sử dụng rất là nhiều. Rồi, giờ cô sẽ xét các cái trường hợp cụ thể sử dụng công thức tính độ lớn của hợp lực, được không nè? Ở đây em thấy nè, nếu như vector F1 hợp với vector F2 một góc alpha bất kỳ thì chúng ta sẽ sử dụng công thức này, chúng ta tính như thế nào. Vậy thì các cái trường hợp khác là gồm những trường hợp nào? Thì ở đây nó là trường hợp riêng của trường hợp tổng quát thôi. Chúng ta qua phần tiếp theo. Lưu ý là cô chỉ sử dụng công thức tính độ lớn của hợp lực tổng quát này để mình xem xét các trường hợp sau. Trường hợp 1, hai lực cùng phương cùng chiều. Hai lực ở đây cô xét đó là lực được biểu diễn bởi vector F1 và vector F2. Hai vector này cùng tác dụng vào một chất điểm các em.
và nó cùng phương cùng chiều, độ lớn của nó khác nhau. Được không nè? Như vậy thì dựa vào công thức tổng quát, một em cho cô biết nè, bật mic nói cũng được ha. Khi vector F1 cùng phương cùng chiều với vector F2 thì góc alpha có giá trị là bao nhiêu? 10. Lưu ý nè, cô đang nói là cùng phương cùng chiều thì góc alpha có giá trị là bao nhiêu? Cô thấy đại đa số các bạn đã trả lời đúng rồi ha. Đang có giá trị nó alpha là 0 độ. Alpha bằng 0 độ thì các em nhìn vào công thức tổng quát có thể trả lời cho cô là độ lớn của lực F lúc này có công thức như thế nào? Như vậy thì cos của 0 độ các em thay vào đây, cos 0 độ bằng 1. Như vậy mình có F bình phương bằng F1 bình cộng 2 lần F1 F2 cộng F2 bình phương. Như vậy các em sẽ có độ lớn của lực F lúc này sẽ bằng F1 cộng với F2. Các bạn viết mà F1 bình cộng F2 bình và công thức của F bình. Được chưa nè? Giờ mình đi tính là tính độ lớn thì các em lấy căn bậc 2 mà viết F1 bình cộng F2 bình là sai rồi. Được không? F1 cộng F2 tất cả bình thì đúng. Được không nè? F1 bình cộng 2 lần F1 F2 cộng F2 bình phương. Thì ở đây là hằng đẳng thức đáng nhớ của mình. Phải là F1 cộng F2 tất cả bình phương. Khi các em lấy căn bậc 2 lên mình có F bằng F1 cộng với F2. Rồi các em sang trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai, hai lực cùng phương ngược chiều. Ở đây các em lưu ý cho cô nè, cái vector màu cam là thể hiện vector F1, vector màu xanh thể hiện vector F2. Ở đây hai vector lúc này đang cùng phương ngược chiều. Và cô giả sử F2 đang có độ lớn lớn hơn độ lớn của vector F1. Được không nè? Như vậy thì lúc này góc hợp bởi vector F1 và vector F2 có giá trị bao nhiêu? Đúng rồi. Góc tạo bởi vector F1 và vector F2 trong trường hợp thứ hai là bằng 180 độ. Như vậy em nhìn vào công thức tổng quát của mình, em sẽ có là gì? F bình phương bằng F1 bình phương cộng 2 lần F1 F2 nhân cos 180 độ. Và cos 180 độ bằng trừ 1 cộng với F2 bình phương. Như vậy thì cos 180 độ bằng trừ 1. Như vậy mình sẽ có công thức tính độ lớn của hợp lực. Độ lớn của hợp lực lúc này có công thức như thế nào nè? Dựa vào hình vẽ trên màn hình ha. Lúc này cô đã có giả sử cụ thể đó là gì? F2 đang có độ lớn lớn hơn F1. Như vậy các em sẽ có công thức tính đó là gì nè? F2 trừ F1. F bằng F2 trừ F1. Được không nè? Lưu ý là ở đây cô đã giả sử về độ lớn của F2 đang lớn hơn F1 thì em có công thức là F2 trừ F1. Trước khi mình qua phần khác thì các em sẽ lưu ý cho cô nè, mình xét về vector hợp lực F nó sẽ có phương như thế nào so với hai lực thành phần. Đối với trường hợp thứ nhất, ai trả lời cho cô nè? Đối với trường hợp thứ nhất thì hợp lực F có phương có chiều như thế nào so với hai lực thành phần? Đúng rồi, cùng phương cùng chiều. Và nhớ là biểu diễn điểm gốc của nó phải, em nhớ là gì? Cùng gốc với vector F1 và vector F2, độ lớn là bằng F1 cộng F2. Cùng phương cùng chiều với hai lực thành phần đối với trường hợp 1. Thế thì trường hợp thứ hai, hợp lực có phương có chiều như thế nào? Ở đây mình đang có hai chiều ngược nhau thì các em có thể theo dõi đối với hình ảnh cụ thể ở trên màn hình trả lời cho cô đó là hợp lực có phương chiều như thế nào.
Cùng phương cùng chiều với vector nào, cùng phương ngược chiều với vector nào, mình không thể nói cùng phương cùng chiều, cùng phương ngược chiều được ha. Ở đây mình đang có hai vector khác nhau. Như vậy thì em nhìn thấy nè. À, vector F2 đang có độ lớn lớn hơn độ lớn của vector F1. Cho nên hợp lực lúc này sẽ cùng phương với hai lực thành phần và có chiều theo chiều của vector có độ lớn lớn hơn. Được không nè? Cùng phương với hai vector có chiều với vector có độ lớn lớn hơn, đúng rồi. Có một bạn trả lời đầy đủ đúng chính xác nè. Được không nè? Lưu ý cho cô ha. Rồi, mình sang trường hợp thứ ba. Trường hợp 3 là hai lực có phương vuông góc với nhau. Vector F1 và vector F2 đang vuông góc với nhau như thế này. Thì lúc này các em sẽ sử dụng quy tắc hình bình hành để chúng ta tổng hợp lực. Và vector F sẽ có phương như trên hình vẽ. Như vậy thì góc hợp bởi vector F1 và vector F2 trong trường hợp này, em thấy lúc này là góc 90 độ. Được không nè? Thì các em thay vào trên này, chúng ta sẽ có cos 90 độ lúc này bằng 1,0. Như vậy F bình phương sẽ bằng F1 bình cộng với F2 bình. Và để tính lực F, các em sẽ lấy cân bậc 2. Được không nè? Đây là ba trường hợp riêng để các em tính tổng hợp lực nhanh hơn. Còn bạn nào mà muốn thì chỉ cần nhớ một cái công thức tính lực tổng quát ở trên này thôi. Được không nè? Còn biểu diễn các vector thì lưu ý cho cô ha. Cùng phương cùng chiều vector tổng như thế nào? Cùng phương ngược chiều thì vector tổng hợp lực nó có phương chiều như thế nào? Giờ mình xé một cái hệ quả từ công thức tổng quát kia. Từ công thức F bình phương bằng F1 bình phương cộng 2 lần F1 F2 cos alpha cộng F2 bình phương. Thì các em sẽ có công thức tính lực F, mình lấy căn bậc 2 của cái vế ở bên phải. Cos alpha thì có giá trị từ trừ 1 đến 1. Như vậy nhỏ nhất của cos alpha sẽ là gì? Trừ 1. Lớn nhất của nó sẽ là 1. Được không nè? Như vậy thì khi em thay nó vào công thức tổng quát, các em sẽ có hệ quả như sau. Nếu cos alpha bằng trừ 1, phải không nè? Thì ở đây em có căn của F1 trừ F2 tất cả bình phương. Và khi mình không biết độ lớn của vector nào lớn hơn thì các em sẽ lấy là gì? Trị tuyệt đối của F1 trừ F2. Cho nên hồi nãy cô thấy có một vài bạn trả lời đó là trị tuyệt đối của F1 trừ F2. Thì ở đó các bạn viết biện thức không sai, nhưng mà nó sẽ là gì nè? Khi mình chưa biết độ lớn của hai lực F1, F2 thì mình biết trị tuyệt đối. Còn khi mình đã biết rồi thì các em sẽ biết công thức trực tiếp luôn. Được không nè? Rồi khi mà cos alpha bằng 1 thì các em sẽ có F bằng căn bậc 2 của F1 cộng F2 tất cả bình phương. Như vậy khi em căn bậc 2 lên em có F1 cộng F2. Và đây là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hợp lực tác dụng lên một chất điểm. Và em sử dụng cái phần này để mình giải quyết một số câu trắc nghiệm. Mà ở đây cô chỉ đưa ra một câu để các em có thể vận dụng từ công thức mình có với bài tập trắc nghiệm. Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực thành phần có độ lớn lần lượt là F1 bằng 15 N và F2 bằng 10 N. Hợp lực của hai lực trên có thể có giá trị nào sau đây? Bốn đáp án A, B, C, D. Và em sẽ vận dụng phần cô vừa mới trình bày để các em trả lời. Các bạn nhớ bài rất là tốt ha. Trả lời rất là nhanh chóng. Được đáp án là câu D. Vậy giờ mình kiểm tra ha. F1 bằng 15 N. F2 bằng 10 N. Như vậy em nhìn lên đây em thấy là gì? F sẽ có giá trị trong khoảng nào ha? À, từ 5 N cho đến 25. F lớn hơn hoặc bằng 5, nhỏ hơn hoặc bằng 25. Như vậy ngoài cái khoảng này thì hợp lực không nhận giá trị. Được không nè? Như vậy lúc này trong 4 đáp án các em thấy lúc này mình có đáp án là câu D. Này,
các em xem lại một lượt nữa các cái trường hợp tổng hợp lực, rồi các em sẽ qua bài tập cụ thể ha. À, đối với hai lực cùng phương cùng chiều, độ lớn của nó như thế nào? Đối với hai lực cùng phương ngược chiều, độ lớn của nó có công thức như thế nào? Hai lực có phương vuông góc thì độ lớn của nó có công thức như thế nào? Và công thức của trường hợp tổng quát các em phải ghi nhớ cho cô. Được không nè? Rồi, câu hỏi số 2. Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực thành phần có phương vuông góc với nhau có độ lớn lần lượt là F1 bằng 15 Newton và F2. Mình chưa biết về độ lớn ha. Biết hợp lực của hai lực trên có độ lớn là 25 Newton. Người ta hỏi mình là độ lớn của F2. Đọc đề kỹ rồi trả lời cho cô nghe. Hai lực chịu một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực thành phần có phương vuông góc với nhau có độ lớn F1 bằng 15 Newton và F2. Hợp lực có độ lớn là 25 Newton. Cô thấy có vài bạn ra kết quả rồi nè. Đáp án B và đáp án A. N và F. Biết hợp lực của hai lực trên có độ lớn là 25 N độ lớn của FZ. A 10 N, B 20 N, C 30 N, D 40 N. Rồi, giờ nhiều bạn đã ra đáp án rồi. Thì lúc này em thấy nè, hai lực F1, F2 lúc này có phương vuông góc với nhau. Được không nè? Và mình sử dụng công thức mình sẽ có được kết quả là câu B. Và công thức mình sử dụng đó là gì? F bình phương bằng F1 bình cộng F2 bình. F1 các em có giá trị rồi, F2 mình cũng có, không xin lỗi, hợp lực em cũng có giá trị rồi. Như vậy em có thể sử dụng máy tính, em bấm máy tính em có được kết quả. Được không nè? Mình đọc đề cẩn thận ha. Ở đây người ta đang cho là có phương vuông góc với nhau. Được không nè? Rồi các em tiếp tục. Câu hỏi số 3. Một chất điểm chịu tác dụng đồng thời của hai lực thành phần có độ lớn F1 bằng F2 bằng 10 Newton và góc hợp bởi vector F1 và vector F2 là 60 độ. Hợp lực của hai lực này có độ lớn là bao nhiêu? Mình lấy giá trị căn 3 bằng 1,73. Những bạn này là về nhà có coi lại bài nè. Rồi, như vậy em thấy lúc này góc hợp bởi vector F1 và vector F2 bằng 60 độ tích hợp với nhau bởi một góc alpha bất kỳ. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng công thức tổng quát để tính và kết quả là câu A. Rồi, bài nào mà chưa tính ra các em có thể theo dõi thôi ha. F lúc này sẽ bằng căn bậc 2 của F1 bình cộng F2 bình cộng 2 lần F1 F2 nhân với cos alpha. Được không nè? Và các em sẽ có được kết quả. Ở đây á, giá trị chính xác của nó là do người ta lấy căn 3 gần bằng 1,73. Thì các em sẽ có giá trị là 17,3 Newton. Như vậy đối với phần này, các em sẽ nhớ lại cho cô. Như vậy thì lúc này từ biểu thức vector tổng hợp lực, mình sẽ đưa ra công thức tổng quát để tìm độ lớn của hợp lực. Thì ở đây các em thấy mình đang có một biểu thức vector. Cô muốn tính độ lớn của nó, mình bình phương hai vế. Được không nè? Rồi, bình phương hai vế. Các em theo dõi ở trên màn hình. Bình phương hai vế thì lúc này biểu thức thứ hai mình đang suy ra từ biểu thức thứ nhất nè, cô bình phương hai vế. Được không nè? Và ở đây là mình chỉ là theo hằng đẳng thức đang nhớ thôi. Các em theo dõi ha. Thì vector F1 bình phương mình có thể viết về thành độ lớn của F1 bình phương. Rồi, vector F2 bình phương mình viết thành độ lớn F2 bình phương. Phần này bên toán của lớp 10 các em sẽ được học. Rồi, vector F bình phương mình viết thành F bình. Như vậy thì em thấy nè, ở đây hằng đẳng thức mình có hai lần vector F1 nhân với vector F2. Như vậy em thấy đây là vô hướng của hai vector. Và tích vô hướng của hai vector thì lúc này cô viết lại như sau. 2F1 nhân F2 nhân với cos alpha. Như vậy thì ở đây
Các em có được công thức tổng quát tính độ lớn của hợp lực. F bình phương sẽ bằng F1 bình cộng 2 lần F1 F2 cos alpha cộng F2 bình phương. Ở đây chỉ có một cái đại lượng mà các em cần lưu ý, đó chính là góc alpha. Thì trên hình vẽ các em nhìn thấy nè, alpha là góc hợp bởi vector F1 và vector F2. Như vậy sau này các em sẽ sử dụng công thức tổng quát này để đi tìm hợp lực. Mình sẽ có nhiều trường hợp cụ thể để tính toán. Trong chương trình lớp 11, các em sẽ sử dụng công thức tổng quát này rất là nhiều. Thứ nhất đó là tính lực tổng hợp của hai hay nhiều điện tích tác dụng lên một điện tích khác, hoặc tính cường độ điện trường tổng hợp tại một điểm do nhiều điện tích gây ra, hoặc là tìm vector cảm ứng từ tổng hợp. Như vậy các em sẽ sử dụng rất là nhiều đối với cái phần này, nên các em cần lưu ý và ghi nhớ, mình nên ghi lại cho cô. Ở đây các em không cần ghi lại cái chứng minh, mình chỉ ghi lại công thức tổng quát, vẽ hình và giải thích góc alpha là góc được xác định như thế nào thôi, được không nè? Ai mà không chép kịp thì mình chụp màn hình nó nhanh hơn, được không? Phần này các em sẽ sử dụng rất là nhiều. Rồi, giờ cô sẽ xét các cái trường hợp cụ thể sử dụng công thức tính độ lớn của hợp lực, được không nè? Ở đây em thấy nè, nếu như vector F1 hợp với vector F2 một góc alpha bất kỳ thì chúng ta sẽ sử dụng công thức này, chúng ta tính, được chưa nào? Vậy thì các cái trường hợp khác là gồm những trường hợp nào? Thì ở đây nó là trường hợp riêng của trường hợp tổng quát thôi. Chúng ta qua phần tiếp theo. Lưu ý là cô chỉ sử dụng công thức tính độ lớn của hợp lực tổng quát này để mình xem xét các trường hợp sau. Trường hợp 1, hai lực cùng phương cùng chiều. Hai lực ở đây cô xét đó là lực được biểu diễn bởi vector F1 và vector F2. Hai vector này cùng tác dụng vào một chất điểm các em, và nó cùng phương cùng chiều, độ lớn của nó khác nhau, được không nè? Như vậy thì dựa vào công thức tổng quát, một em cho cô biết nè, bật mic nói cũng được ha. Khi vector F1 cùng phương cùng chiều với vector F2 thì góc alpha có giá trị là bao nhiêu? 10. Lưu ý nè, cô đang nói là cùng phương cùng chiều thì góc alpha có giá trị là bao nhiêu? Cô thấy đại đa số các bạn đã trả lời đúng rồi ha. Đang có giá trị nó alpha là 0 độ. Alpha bằng 0 độ thì các em nhìn vào công thức tổng quát có thể trả lời cho cô là độ lớn của lực F lúc này có công thức như thế nào? Công thức tổng quát để tính độ lớn hợp lực của hai lực vector F1 và vector F2, được không nè? Đây là công thức tổng quát và các em sẽ sử dụng rất nhiều ở trong cái chương trình của lớp 11. Rồi, mình có 3 trường hợp cụ thể, hay nói cách khác là các trường hợp riêng của cái công thức tổng quát này. Đối với trường hợp cùng phương cùng chiều biểu diễn vector như thế nào thì các em phải cẩn thận ha. Vector F lúc này độ lớn của nó sẽ bằng độ lớn của F1 cộng với F2 cùng phương cùng chiều với hai lực thành phần. Đối với trường hợp cùng phương ngược chiều thì lúc này vector F là hợp lực, nó sẽ có chiều hướng theo chiều của vector có độ lớn lớn hơn. Ở đây vector F2 đang có độ lớn lớn hơn vector F1, được chưa nào? Thì lúc này vector F các em thể hiện nó phải hướng về vector F2. Và độ lớn các em lưu ý nó sẽ bằng F2 trừ đi cho F1. Nên lúc này em thấy nè, tuy là hợp lực nhưng mình biểu diễn lúc này sao các em? Nó nhỏ hơn hai lực thành phần. Rồi, trường hợp thứ ba là hai lực vuông góc. Thì đối với trường hợp thứ ba hai lực vuông góc thì các em sẽ thể hiện hình vẽ bằng quy tắc hình bình hành, được không nè? Và công thức thì các em sẽ sử dụng là F bình phương bằng F1 bình cộng F2 bình. Nếu các em đi tính lực F thì mình lấy căn bậc 2. Được chưa?
Như vậy thì các em sẽ nhớ được cô là chủ yếu bốn cái công thức này. Còn phần phân tích lực thì mình không có sử dụng nhiều, cho nên thì cái này các em có thể về nhà tự coi lại cho cô được không nè. Bây giờ thầy Hùng sẽ tiếp tục ôn tập tiếp cho các em. Chào tất cả các em nghe. Rồi chúng ta tiếp tục ôn tập tiếp nào. Các em cho biết thì biết là trong hình vẽ ông là ai à? Em comment cho biết rồi. Thì bạn biết là Newton, Newton. Rồi có học sinh của lớp thầy nữa rồi, cảm ơn. Rồi đó chính là Newton. Bây giờ việc ôn tập về các định luật Newton nha các em. Bài luật Newton được dùng rất nhiều trong lớp 10, lớp 10, 11. Nhất là định luật 1 Newton. Nhắc lại định luật này. Nếu một vật không chịu tác dụng của một lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không thì vật đang đứng yên tiếp tục đứng yên, vật đang chuyển động thì sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Em còn nhớ định luật này không? Nếu nhớ thì comment cái số 1 nha. Rồi, cảm ơn các em, rất nhiều em nhớ. Bây giờ ta vẫn dùng cái định luật để làm cái câu trắc nghiệm sau nha. Một vật đang chuyển động với vận tốc là 3 mét trên giây. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng nên nó mất đi thì rồi sẽ đọc đáp án thì em chọn đáp án. Các bạn là đáp án D, bạn D của bạn F thì sao ta? Rồi rất nhiều rất đề, cảm ơn các em. Rồi các em cái đáp án. Đúng rồi, vấn đề. Rồi tiếp tục ta sang cái định luật 2 Newton. Phát biểu như sau ạ. Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc thì tỷ lệ thuận với độ lớn của lực và tỷ lệ nghịch với khối lượng của vật. Biểu thức của nó là vector A bằng vector F chia M, hay là cách khác là vector F bằng M vector A. Trong đó là A là gia tốc, F là lực hoặc là hợp lực tác dụng lên vật, M là khối lượng của vật. Nếu vật chịu tác dụng của nhiều lực thì lúc đó là hợp lực, các bạn tổng vector F1 cộng vector F2 vân vân cộng vector Fn. Rồi các em nào còn nhớ thì comment số 1 thì xem nào. Còn nhớ định luật này. Rồi bây giờ comment số 1 thì có số 2 số 0 nữa. Rồi thì các em đây là định luật là quan trọng bậc nhất trong vật lý lớp 10 đó. Chúng ta vận dụng định luật này để làm một số cái câu bài tập nên. Trước hết thầy minh họa định luật này. Trên hình vẽ thầy cho hai vật này khối lượng giống nhau này. F1 là lớn F2 thì kết quả là như vậy là các vật 1 sẽ chuyển động nhanh hơn. Tập khu vực gia tốc lớn hơn. Rồi trường hợp 2 trong hai hình vẽ của thầy cho là vật M lớn và M nhỏ này, thì vật nào khối lượng lớn hơn? Thì comment như thế nào? Rồi comment vật M lớn khối lượng lớn hơn đúng không?
Và tâm các em để ý là hai vật này là lực tác dụng với nó là như nhau. À. Thì kết quả theo vật nào chuyển động thu được gia tốc là lớn hơn? Vật nào thu được gia tốc lớn hơn? À, vật mở nhỏ. Rồi, các em. Vật mở nhỏ thì thu được gia tốc lớn hơn. Rồi. À, bây giờ chọn thầy đáp án nào. Cho các viết của định luật 2 Newton sau cách viết nào là đúng. Để các em chọn đáp án là được. À, tôi rất là dễ đoan, phải rất nhiều các em hầu như các em đã chọn đúng hết. Rồi, cảm ơn đáp án A. À. Rồi sang câu 2. Một vật có khối lượng là 8 kg trượt xuống mặt phẳng nghiêng nhắm, nhắm đây là độ cao ma sát, với gia tốc là 2 m/s. Lực gây ra gia tốc này là bao nhiêu? Rồi so sánh cái độ lớn của lực này với trọng lượng của vật. Bây giờ trước hết tính thầy là cái lực mà gây ra gia tốc là bao nhiêu nào? Lực gây ra gia tốc. Em Tú là 16 đầu tiên là rồi. Mi 16 Newton. Rồi. Rồi cảm ơn các em, các em đã tính rất là đúng, chính xác. Như vậy lực tác dụng lên vật là 16 Newton. Rồi bây giờ trọng lượng của vật là bao nhiêu ta? Trọng lượng của vật. Trọng lượng của vật. À các em 80 Newton. 80 Newton. Rất chính xác. Em nhớ bài rất là tốt đó. Về trọng lượng của vật là P sẽ bằng MG toàn 80 Newton. Như vậy chỉ số biểu tích này là trọng lượng là lớn hơn luôn, lớn hơn là lớn. Rồi tiếp theo ta sang cái câu tiếp theo nè. Cái câu này khá là dễ. Em xong chưa? Nếu xong rồi là comment số 1 này. Tôi hiểu rồi, comment số 1 cái bài dễ vậy chứng tỏ là học bài nhớ bài tốt đó. Rồi. Nhân nhảy xuống lấy lục cái dao và vàng đã quanh. Sang bình luận 3 nội dung là trong mọi trường hợp khi vật A tác dụng lên vật B một lực thì B cũng tác dụng lên A một lực, hai lực này là cùng giá cùng độ lớn cùng một chiều. Vector FAB thì bằng trừ vector FBA. Trong đó vector FAB là lực do vật A tác dụng lên vật B, vector FBA lực do vật B tác dụng lên vật A. Và hai lực này được gọi là hai lực trực đối nha, hai lực trực đối. Và các em nào còn nhớ định luật này là comment số 1 để xem nào. Có em đi nấu cơm sao do được thời gian thôi dọc chết một chút đi. Nhớ ăn cơm đi kia. Rồi thầy cảm ơn các em nha. Rồi. Minh Hòa với Việt Ba Newton này, và hai bạn Bình và An này. Đó, như vậy là Bình tác dụng lên An một lực thì đồng thời An tác dụng lên Bình một lực. Bây giờ để vận dụng cái định luật này, các em chơi một trò chơi ô chữ nha, để tìm lấy từ chìa khóa hôm nay. Để tìm từ chìa khóa rồi cái key đây. Thì chúng ta phải giải các câu gợi ý. Câu số 1. Đây là lực của trái đất tác dụng vào vật và gây ra gia tốc cho vật. Giờ các em chọn đáp án nào. Trọng lực. Rồi các em rất nhiều em chọn đáp án là trọng lực. Trọng lực rất tốt.
cảm lực. Câu số 2. Đây là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc của cả hướng và độ lớn. Bảo toàn vận tốc của cả hướng và độ lớn. Đó là cái gì? Quán tính. Ok, tốt. Đó chính là quán tính các em. Bài câu số 3. Tính chất quán tính được suy ra từ định luật này. Và định luật đó là định luật nào? Các bạn ra định luật 1, Newton, định luật 1. Rồi, đúng rồi. Câu thứ tư. Đây là hai lực cùng giá, cùng độ lớn, ngược chiều, cùng đặt vào một vật. Em Lê Đức Thành đại lực cân bằng, Anh Thư đại lực tuyệt đối, hai lực cân bằng. Như vậy anh chú ý chứ là hai lực này là cùng đặt một vật, như vậy chắc chắn là hai lực này phải là hai lực cân bằng, nó cân bằng. Câu thứ năm. Đây là đường thẳng chứa vector cơ lực. Đường thẳng chứa vector cơ lực thì ta gọi là gì đó? À, giá của lực. Rồi, đây là tốt. Đúng rồi, đó là giá của lực. Câu số 6. Là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật. Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật thì ta gọi là gì? Em Kim Phụng A4 là đáp án đầu tiên, là đúng đầu tiên đó. Rất nhiều bạn ra đáp án đó là khối lượng. Rồi bây giờ mình có cái các cái từ hàng mình giải các gợi ý xong rồi đúng không? Mình dùng cái chữ màu vàng để mình tìm ra từ khóa hôm nay. Từ khóa hôm nay là gì? Từ khóa hôm nay là gì? Các em thể là ghép là các chữ màu vàng để ra là từ khóa. Thấy các bạn đã đúng rồi đó. Có hai bạn đã đúng rồi đó. Rồi phần thứ ba sang. Các bạn khác sao? Comment cái tên của từ khóa nào. Bạn Huyền đang bốn, Thảo Nguyên rất nhiều bạn. Trúc A3. Rồi từ khóa hôm nay chúng ta học đó chính là bài là từ hai lực trực đối. Hai lực trực đối. Thì cảm ơn các em nha. Rồi bây giờ là như vậy, chúng ta đã ôn sau hai buổi ôn xong cái phần kiến thức vật lý lớp 10 liên quan lớp 11. Trong sang cái buổi sau ấy thì các em sẽ học về chương trình mới vật lý lớp 11, bắt đầu bài đầu tiên với các em. Thì các bạn nào mà chưa đi học thì phải là chắc các bạn đi học đầy đủ nha. Các bạn hỏi thầy chủ nhiệm lớp nào, chủ nhiệm lớp 11 và 15 ạ. Rồi thì chào các em nhé. Rồi chúng ta kết thúc buổi học ngày hôm nay nhé.